Hello mọi người, thì đây là hình ảnh của tôi khi trong phút mốt quyết định đi săn vé phở, đào và piano nha. Suốt 40 phút trên đường đi để được anh Grab training cho 6 năm học lịch sử trong một buổi như kiểu là ôn thi gấp rút để còn biết vào xem phim ý. Đến nơi rồi các bạn ơi. Đúng lắm. Thế luôn là hôm nay mình đã xác định là nếu mà không mua được vé hôm nay thì mình sẽ mua trước vé của ngày mai. Nhưng mà vì đi một mình nên tôi săn được quả ghế chất lượng luôn. He he các bạn ơi, mình mua được vé đào và phở rồi, cầm được cái vé trên tay và cảm thấy run luôn ấy. Nói chung là một câu chuyện nó rất là kỳ bí để mà mình có cái vé này. Ta-da! Thì nữa chúng mình sẽ cùng trải nghiệm đào và phở nhé. Trước khi vào xem phim thì mình sẽ ăn lót dạ trước một chút nha. Kiểu hôm nay mình chỉ check vé trong vòng có 5 phút xong rồi là mình đi luôn. Kiểu như là có một cái niềm thôi thúc gì đấy mãnh liệt ấy. Và mình không ngờ là mình đến đây mua được vé mà không cần phải xếp hàng gì luôn. Và đây là tôi sau khi xem phim xong nha các bạn. Trời ơi phim hay tuyệt luôn ý. Đỉnh đỉnh đỉnh. Trời ơi các bạn biết không, phim này nói về giai đoạn năm 46 và 47. Mình sinh năm 97 các bạn ạ, tức là bối cảnh phim này là 50 năm trước khi mình ra đời. Ôi, mình bị lạc ở trong này rồi. Đây. Và thậm chí là mình còn ở Nghi Tàm, mình còn ở Cửa Bắc. Là nơi mà mình kiểu lớn lên luôn ý. Trời ơi. Kiểu 50 năm trước khi mình xuất hiện ở trên cái khu đất đấy. Ôi, phim xúc động lắm các bạn ạ, xúc động. Hello các bạn, thì mình vừa xem xong phim Đào Phở và Piano. Xúc động hay lắm các bạn ạ. Nhưng mà đến đoạn cuối mình cũng kiểu cũng phải khóc nấc ấy, kiểu phim nó kiểu nhẹ nhàng ấy, có tất cả nó chỉ trong vòng kiểu chưa đến một ngày ấy, một đêm duy nhất của phim chất lượng. Ngày xưa thì nhà mình ở Đặng Dung, rất là gần Phan Đình Phùng, Cửa Bắc kiểu nó chỉ là phố song song với nhà mình thôi ấy. Xong 4 năm gần đây thì mình chuyển lên Nghi Tàm. Kiểu nó đều là những cái phố mà xuất hiện trong tuổi thơ ấy. Dã man. Hay. Kiểu mới chỉ 50 năm trước thôi. Thế luôn. Kiểu trước khi đi xem phim thì mình cũng đã xem qua khá là nhiều bài báo này hay là kiểu những cái video review của các bạn trên TikTok ấy. Nhưng mà thực sự là xem phim này nó vẫn là một cảm giác rất là khác. Từ kiểu tình tiết này, xong rồi kịch bản này, xong mỗi cái phân đoạn, mỗi cuộc đời của mỗi một diễn viên trong đấy, mỗi một nhân vật trong đấy nó đều rất là hay. Và dù là nhiều bạn bảo là kiểu thì có 20 tỷ mà làm nó không được đẹp gì đấy, nhưng mà thực sự là với con mắt của mình á, thì họ dựng lên được cái bối cảnh như thế là kiểu quá là xuất sắc rồi. Kiểu ngay từ lúc đầu vào phim đến hết tận cuối phim ấy, kiểu phân cảnh nào cũng làm mình kiểu bồi hồi xúc động luôn. Mình thật may mắn vì được sống trong thời bình như thế này ấy. Nói chung là phim này xem đáng đồng tiền bát gạo nha các bạn ơi.